Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, cô giáo Đặng Thị Bích Huệ năm nay 37 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cô sinh viên trẻ đã theo tiếng gọi của tình yêu tổ quốc, tình yêu đôi lứa để đến với Hà Giang. Thấm thoát cũng đã 13 năm. Dạy học ở vùng còn khó khăn, không làm cho cô gái trẻ chùn bước. Suốt 13 năm ấy, cô đã trải qua đủ quá trình gian nan, vất vả, đủ cung bậc cảm xúc khi xác định gắn bó và cống hiến cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp nơi đây. Mặt bằng nhận thức của các em là còn hạn chế và còn thấp. Cái thứ hai là tư duy của các em mới đầu về học ấy thì các em cũng chỉ có một mục tiêu, đó là học để lấy trợ cấp. Nhưng mà trong quá trình về học thì tôi cũng như tất cả các giáo viên khác thì lại phải truyền lửa cho các em để cho các em yêu nghề hơn. Và sau một kỳ học là gần như tất cả các em đã đều rất là yêu nghề và các em rất là hăng say học tập cũng như là tích cực tham gia các lần đi trải nghiệm rèn tay nghề tại các công ty doanh nghiệp mà nhà trường liên kết. Và sau khi ra trường thì gần như các em cũng đã theo nghề với các chuyên môn của mình đã được lựa chọn. Với đặc thù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, hầu hết học sinh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang là con em dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, được hưởng các chế độ chính sách xã hội. Do vậy, không ít em khi mới lần đầu lên đây theo học còn mang tâm lý đi học để lấy trợ cấp. Khi ấy, cô Huệ cùng các thầy cô trong nhà trường, ngoài việc truyền tải kiến thức cho các em, còn phải làm công tác tâm lý, tư tưởng, truyền lửa để các em nhận thức rõ ràng hơn lợi ích của việc học. Cô Bích Huệ thì dạy rất là tận tình với lớp chú đáo và kiến thức cô truyền đạt cho bọn em thì rất dễ để tiếp thu. Cô rất nhiệt tình, có các chủ đề kiến thức ở bên ngoài với lại các mô hình trong lớp thì cô đều giảng dạy cho lớp rất là đầy đủ. Bọn em được học trên lớp và còn được cô dạy cho cái cách thực hành ở phòng thực hành, được quan sát và biết nhiều hơn. Cô giúp đỡ bọn em rất là nhiều. Tự nhiên là bọn em có khó khăn gì trong học tập. Cô rất là nhiệt tình giúp đỡ bọn em ạ. Vượt qua mọi nỗi khó khăn, sự tâm huyết, yêu nghề, xuyên suốt hơn 10 năm đã luôn thôi thúc cô giáo sinh năm 1985 tìm tòi ra nhiều phương pháp giảng dạy mới, những cách làm hay, sáng tạo để phục vụ công tác giảng dạy như giảng bài gắn thẻ, phương pháp dạy tích hợp. Đối với cô giáo Đặng Thị Bích Huệ thì cũng là một cô giáo trẻ, rất nhiệt tình trong học tập, về chuyên môn cũng rất là vững vàng và đặc biệt là cô rất là chú tâm trong việc nghiên cứu khoa học ứng dụng trong cái thực tiễn và giảng dạy. Và cô ấy vừa rồi hiện nay cũng đã học xong chương trình thạc sĩ chuyên ngành đúng như ngành chăn nuôi thú y. Thì qua quá trình đánh giá chuyên môn các cái kỳ học như có cái kỳ thi từ cấp cơ sở cho đến cấp tỉnh, cấp quốc gia thì tôi đánh giá cao cái năng lực, cái khả năng cũng như là cái sự nhiệt tình của cô giáo Đặng Thị Bích Huệ. Vượt lên khó khăn, cô Đặng Thị Bích Huệ cũng như hàng trăm, hàng nghìn thầy cô giáo khác đang công tác tại nơi địa đầu của Tổ quốc. Vẫn đang hàng ngày gieo con chữ ở nơi đá sỏi này, vun trồng những hạt giống tương lai bằng tình yêu, trách nhiệm, kiến thức bổ ích với tâm niệm, mong muốn những học trò thân yêu của mình vững bước tự tin trưởng thành sau khi tốt nghiệp, để trở thành những công dân có ích cho xã hội và đóng góp xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, vững mạnh hơn.